Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 17.000 tỷ đồng để làm từ thiện. Diễn viên Châu Nhuận Phát đã dùng toàn bộ số tài sản trị giá 17.000 tỷ đồng để làm từ thiện. Đặc biệt hơn, nam diễn viên còn có những phát ngôn rất cảm động. Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng như thế. Châu Nhuận Phát quyên góp toàn bộ tài sản làm từ thiện. Hành động quyên góp toàn bộ số tài sản trị giá 17.000 tỷ đồng để làm từ thiện của Châu Nhuận Phát ngay lập tức nhận được sự cảm phục của cộng đồng và gây xôn xao dư luận. Châu Nhuận Phát là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hồng Kông, vừa có tài lại cực kỳ giàu có. Thế nhưng nam tài tử vẫn quyết định sống một cuộc đời giản dị, bình dân. Châu Nhuận Phát cũng đã lên kế hoạch quyên góp khối tài sản khoảng 17.000 tỷ đồng của mình để làm từ thiện. Châu Nhuận Phát và vợ. Giàu có là vậy nhưng Châu Nhuận Phát và vợ lại có cuộc sống rất bình dị. Nam tài tử giao hết tiền kiếm được cho vợ quản lý, mỗi ngày chỉ lấy vài trăm tệ, trên dưới 1 triệu đồng, để tiêu. Vợ ông cũng chia sẻ rằng, hiện tại đã tăng tiền tiêu cho chồng. Khi được hỏi tăng bao nhiêu, bà vui vẻ, nói chung là đã tăng rồi, tăng 10 tệ, khoảng 34.000 đồng, cũng là tăng. Từ nhiều năm nay, bà xã của Châu Nhuận Phát là Trần Hội Liên đã bắt tay vào việc thành lập các tổ chức từ thiện nhằm ủng hộ kế hoạch quyên góp tài sản của chồng. Nam tài tử Hồng Kông đã từng thổ lộ rằng, ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường và hạnh phúc. Trong cuộc sống, điều khó khăn nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là làm thế nào để giữ được tâm tính bình thản, dùng một phương thức đơn giản mà vô tư vượt qua quãng đời còn lại. Châu Nhuận Phát có nhiều vai diễn để đời. Châu Nhuận Phát thường xuất hiện trên phố trong trang phục giản dị, đi dép lê, thậm chí là mặc cả khi đi chợ. Nhiều người cho rằng, cuộc sống giản dị khác hẳn những ngôi sao khác của Châu Nhuận Phát là do ảnh hưởng từ tuổi thơ cơ cực. Anh chia sẻ, có biết bao người ngoài đường không cơm ăn áo mặc mà tôi lại ăn mặc sung sướng để làm gì? Tiết kiệm một đồng làm những việc có ích chẳng hay hơn sao? Thật ra những quan điểm này không phải mới có ở kiếp này. Người thành công lớn thường đã mang theo quan điểm sống rộng lượng vị tha từ những kiếp trước. Bây giờ họ thành công và lập lại hành vi từ thiện kiếp xưa. Bởi vậy, muốn thành công lớn, hãy lo sống đạo đức, vị tha, nhân ái trước đã. Thành công sẽ đến ở kiếp này hoặc kiếp sau. Châu Nhuận Phát giản dị trên phố. Quốc gia nào có chứa đựng nhiều công dân với trái tim lớn như thế thì quốc gia đó sẽ phát triển giàu mạnh. Những người có trái tim lớn lại là người sẽ chịu khó làm những việc rất nhỏ như nhặt một chiếc rác, nhường một chỗ ngồi, khuyên một điều hay. Những việc nhỏ như thế sẽ tích lũy dần để tạo ra những con người lớn lao. Châu Nhuận Phát đã nhặt lại hộp cơm của một diễn viên khác vứt bỏ để ăn và khuyên các đồng nghiệp đừng phí phạm thức ăn. Việc rất nhỏ nhưng cần trái tim rất lớn. Là một người có địa vị cao trong giới giải trí, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Châu Nhuận Phát lại có cuộc đời hết sức bình dị. Hành động quyên góp toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện của nam tài tử nhận được vô số lời tán dương, khen ngợi. Theo quan điểm của Phật giáo, bố thí, cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an sợ hãi trong cuộc đời như mũi tên chỉ đường, để ta không bị đi lạc. Ha ha ha, 问什么的说